thưa bạn chị em, trong cái ngày chủ nhật á, tôi mục sư là đứng nhiều nhất, đúng không ạ? Chỉ có một người ngồi thôi, tại cái người ngồi cho cái máy tính đó. Mà nhờ đứng nhiều đó cho nên mục sư mỏi quá, giảng ngắn lắm. Quý vị cố gắng chịu đựng một tiếng đồng hồ. Amen. Cảm ơn Chúa. Như tuần trước tôi đã thông báo, tôi mong ước là tuần này chúng ta sẽ học với nhau một cái chủ đề rất là quan trọng: tại sao ngồi đây chờ chết. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ suy gẫm cái đề tài này được chép ở trong Vua thứ nhì đoạn 6 từ câu 24 cho đến Vua thứ nhì đoạn 7 câu 20, để cho chúng ta nghe rõ. Mong bạn chị em mở Kinh Thánh ra và nghe một cái giọng thánh thót là cô Ngọc Ánh đọc cho chúng ta nghe trước khi chúng ta suy gẫm và phân tích phần đoạn Kinh Thánh này. Trân trọng mời cô Ngọc Ánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa, sách các Vua nhì đoạn 6 câu 24 đến đoạn 7 câu 20. Sau các điều đó, Ben-Hadad vua Syri nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đương có sự đói kém lớn lắm, thành bị vây hãm lâu ngày, đến nỗi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bổ, một góc tư phân ô bồ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên đường thành, có một người đàn bà kêu người rằng: "Ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi." Vua nói: "Nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi, thì ta lấy đâu đặt cứu ngươi? Bởi sân đặt lúa hay là bởi nơi ép rượu sao?" Vua lại rằng: "Ngươi có chi?" Nàng thưa rằng: "Đàn bà này nói với tôi rằng, hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng, hãy cho con trai chị, hầu chúng ta ăn nó, nhưng người có giấu con trai mình." Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bấy giờ người đang đi ngang qua trên đường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng: "Nếu ngày nay đầu của Elise, con trai của Sa-phát, hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề." Elise đưa ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elise nói với các trưởng lão rằng: "Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta. Khá coi chừng, vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xua đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao?" Người còn đương nói, chúng thấy sứ giả đến, vua cũng đến nói với Elise rằng: "Tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va, vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?" Elise bèn nói rằng: "Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một xiếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một xiếc lơ." Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng: "Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?" Elise đáp: "Chính mắt người sẽ thấy, nhưng ngươi không đặt ăn đến." Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau rằng: "Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Còn chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syri. Nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống. Còn họ giết đi dẫu thế nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi." Vậy lúc chạm vạng, các người phụ trỗi dậy gặp đi đến trại quân của dân Syri. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syri nghe tiếng xe ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nỗi dân Syri nói với nhau rằng: "Kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hạ cánh chúng ta." Chúng liền trỗi dậy chạy trốn lúc chạm vạng, bỏ lại trại ngựa và lừa mình để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phụ kia đến đầu trại quân, đem vào trong buồn trại ăn và uống, đoạn họ lấy bạc vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong buồn trại khác, ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bấy giờ họ bèn nói với nhau rằng: "Chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành,
và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành, thuật cho họ rằng chúng tôi có đi đến trại quân Syria, chẳng thấy có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những cửa và lừa đường cột và những trại bỏ lại như cũ. Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong điện vua. Vua trỗi dậy ban đêm, nói với các tôi tớ mình rằng: ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân Syria toan làm cho chúng ta. Chúng nó biết chúng ta đói, nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình, đặng phục trong đồng. Chúng nó đã nói nhau rằng: khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành. Một người tôi tớ của vua thưa rằng: kìa, ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn quân Israel còn ở lại trong thành. Về sau nó quả sẽ đồng số phận của đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt 5 con ngựa trong số còn lại, đặng đi dò thám. Vậy chúng lấy 2 cái xe thám ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syria mà rằng: hãy đi xem. Chúng đi theo họ cho đến Jordan, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syria đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra, cướp lấy trại quân Syria, đến đổi một đấu bột lọc bán một xiếc lơ, và hai đấu lúa mạch cũng bán một xiếc lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua cắt quan gai nâng đỡ mình, canh giữ cửa thành, nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết, y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. Và lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng: ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, hai đấu lúa mạch sẽ bán một xiếc lơ, và một đấu bột lọc cũng bán một xiếc lơ. Rồi con trai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng: dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise bèn đáp rằng: mắt ngươi sẽ thấy điều đó, sao ngươi không ăn đến? Ấy là điều xảy đến vì dân chúng đạp dẹp người dưới. Vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết. Cảm ơn con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao ở đây chờ chết? Đây không phải là câu nói của ông Joe Biden, tổng thống của Trung Quốc Hoa Kỳ đương nhiệm. Đây cũng không phải là câu nói của ông Tập Cận Bình, chủ tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cũng không phải là câu nói của ông Putin, tổng thống của Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Cũng không phải câu nói của ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Cũng không phải là một lời nói của một doanh nhân nổi tiếng thành công. Cũng phải là một học giả, cũng phải là một người giàu có như là ông Bill Gates. Cũng phải là một người lành, mà là một người bị bệnh phung. Bệnh phung là một cái căn bệnh đối với văn hóa và phong tục của người Do Thái. Họ nói rằng bất cứ một người nào bị bệnh phung, người đó bị rủa xả ô uế, cho nên họ đem những người bệnh phung đó ra khỏi thành, làm cho họ một cái trại và họ sống ở đó. Nhưng những người phung này đã làm một việc để lại cho thế giới ngày hôm nay một bài học rất quan trọng. Và tôi tin nó quan trọng, cho nên Chúa cho phép được chép câu chuyện này vào trong kinh điển, tức là Kinh Thánh, để Hội Thánh suốt 20 thế kỷ qua rút ra những bài học cho chính mình. Và trong mấy ngày qua tôi suy ngẫm mấy chữ tại sao ở đây chờ chết. Phần đông những người tại sao người đây chờ chết là những người bị những cơn bệnh hiểm nghèo, không làm gì được hết, bất tài vô cùng đối với tất cả những gì họ mong muốn. Nhưng mà những người phung này cũng rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Họ là những thành phần bị xã hội ruồng bỏ, bị thế giới lãng quên. Nhưng họ đã làm một việc vô cùng có giá trị. Và tôi tin rằng Chúa cho phép chép lại để chúng ta cùng học buổi sáng hôm nay. Để hiểu được cái câu chuyện này, chúng ta phải trở về với khoảng thời gian cách đây khoảng 2.700 năm cho đến 2.800 năm. Và các nhà giải kinh thì cho biết rằng câu chuyện này nó xảy ra vào khoảng năm 800 cho đến năm 700 trước Chúa. Quý vị biết tại sao năm 800 đến năm 700 không? Lịch sử sau Chúa đó, người ta tính dập trở lại, cho nên cách trước Chúa Giáng sinh là 800 năm cho đến 700 năm.
Trong thời bây giờ thì Syri là một đế quốc rất hùng mạnh. Họ đem quân chinh phạt khắp nơi trên thế giới. Hãy nói như chúng ta ngày hôm nay, họ đem quân đi xâm lăng bất cứ quốc gia nào mà họ muốn, bởi vì họ quá mạnh. Và một ngày kia đích thân vua Ben-Hadad đem quân vây thành Samari, vây quá lâu nhiều ngày đến nỗi trong thành đó đói kém. Nó đói đến nỗi mà cái nấm ở đây ghi là gì? Ở đây cái nấm ghi là nó đói đến nỗi người ta bán đó, cái đầu con lừa 80 siết la bạc. Và cái nhà giải kinh nói rằng nó tương đương với 24 lượng bạc. Rồi á, một cái loại cây gọi là phân bồ câu. Mình đừng nghĩ phân bồ câu nha, nhưng mà đó là cái từ chỉ về một cái loại cây. Mà cái loại cây đó đó là người ta đào lên lấy củ nó mà sống. Gọi cái cây đó có nghĩa là dịch ra là phân bồ câu. Thì cái ngày nay cái cây đó đó được dân Israel, ngày nay họ gọi là cây ngôi sao Bethlehem. Cái cây này đó bây giờ nó gọi là cây ngôi sao Bethlehem. Mà thưa quý vị, nó đói đến nỗi vật giá cắt cổ leo thang, và thậm chí người ta có tiền mà không có thực phẩm để mua nữa. Nó giống như là Covid vừa rồi trong thành phố chúng ta. Bị giãn cách, ai ở trong nhà đó không được ra khỏi nhà mình. Có tiền để ở trong tủ đó mà không có thực phẩm để mua. Rồi gì nữa, nó đói đến nỗi hai ông vua, ông xuống ông thị sát cái thời gian đó đó trong thành Samari. Thì có một người đàn bà nói với vua rằng: vua ơi, chúng tôi đói quá, đến nỗi tôi kết ước với người đàn bà ở đằng xóm tôi đó, và hôm nay đó làm thịt con bà ăn trước đi, rồi ngày mai đến làm thịt con tôi. Và ông vua ông nghe tin đó, ông bức xúc quá, ông xé áo mình và ông nghĩ rằng cái tai họa này nó đến từ tiên tri Elisha. Elisha là một tiên tri được mệnh danh là một tiên tri lửa. Ông đầy quyền năng và biết được tất cả mọi sự. Nhưng mà tai họa này không phải đến bởi Elisha, mà nó đến bởi vua và nhà cha vua, là những người lãnh đạo đất nước Israel phạm tội với Đức Chúa Trời. Một phần khác là dân chúng của Chúa không còn thờ phượng Chúa nữa, mà họ thờ phượng thần tượng. Và Chúa rất ghét thần tượng, cho nên Chúa cho phép cái điều đó nó xảy ra. Và cái điều đó nó xảy ra, nó đã đem đến một cái trận đói vô cùng kinh khiếp mà phải nói trong lịch sử đất nước Israel chưa từng có. Thì trong cái giai đoạn như vậy á, thì chúng ta thấy gì? Ông vua ông tức giận quá, ông và phụ tá của ông nói là tất cả các nguyên nhân xảy ra cái cuộc đói này, cái cơn đói kém này là do Elisha. Nhưng mà Chúa đã mặc khải cho Elisha biết trước. Và họ chưa đến đó, thì Elisha nói với những người hầu việc Chúa với mình rằng: ông nói như thế nào? Kìa, hãy xem, con của kẻ sát nhân kia đã sai người đến đặng cắt đầu ta. Ông vua chưa đến, nhưng mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho tiên tri Elisha biết rằng con của kẻ sát nhân. Cái điều đó Elisha nói là ông vua này gian ác lắm, và cái tai họa này nó đến từ ông vua, và nó đến từ quần thần của nhà vua, và một phần nó do con dân Chúa, dân sự Chúa không tìm kiếm Ngài. Và khi họ đến đó, họ không cắt đầu được ông Elisha. Mà Elisha nói với họ rằng đó, ngày mai nè, Chúa sẽ làm một cái phép lạ, thực phẩm sẽ bán được trước cổng thành Samari, nó rẻ gấp mấy chục lần trong thời bây giờ. Thì cái người quan mà trợ lý của nhà vua đó, ông nói là dẫu có Chúa mở cửa trên trời, Chúa đổ xuống, không được như vậy đó. Là vô tín đối với Chúa như vậy. Nhưng mà tập trung lại cái câu chuyện này, chúng ta thấy gì? Tập trung lại câu chuyện này, những gì Chúa phán với ông Elisha rất là chính xác. Chúa nói với cái vị phụ tá của ông vua rằng: ngày mai ngươi sẽ thấy cái việc đó, nhưng mà ngươi không ăn được. Và cái kết quả cho chúng ta thấy rằng ông chết. Người ta giành nhau mua, tại vì đói quá lâu ngày, người ta giành nhau mua, người ta dẫm đạp, và ông là một vị quan rất là nổi tiếng trợ lý cho vua, nhưng mà dân chúng nó đạp ông chết, giống như lời của Chúa. Sao phải? Nhưng mà trong cái câu chuyện này, chúng ta
học được cái bài học gì? Cái mấu chốt của câu chuyện này là bốn người phong. Bốn người phong này ở ngoài thành, bây giờ họ muốn vào trong thành Samari để kiếm cái gì ăn. Nhưng mà khi đến đó họ biết là trong thành nó cũng đói rồi, bây giờ vô trong đó cũng chết. Thì họ bèn suy nghĩ là thôi chúng ta qua cái trại quân của Syria đi, chúng ta xin ăn. Nếu mà vua Syria là quân lính của Syria nó họ thương đó thì họ cho mình ăn, còn không họ giết mình cũng chết thôi, thì đường nào mình cũng chết, đúng không ạ? Có một cái suy nghĩ rất là hay mà chúng ta theo, đường nào mình cũng chết, thôi chúng ta đi đến đó đi, không ạ? Dầu có chết thì ở đây cũng chết, mà đến đó nếu họ thương xót thì mình cũng còn một chút sống, còn không thì mình cũng chết. Và kinh thánh nói gì? Câu thứ năm mà vậy lúc chạng vạng, các người phong trỗi dậy rằng đi đến trại quân dân Syri. Khi tới đầu trại quân thì họ chẳng thấy ai ở đó hết. Đối với cái bốn cái người phong này á, họ suy nghĩ là tới đó để họ xin những người lính ở đó đồ ăn để mà sống. Nhưng mà khi đến đó thì một cái việc xảy ra là tối hôm đó, Chúa khiến cho cả cái đạo quân Syri đó họ nghe được những cái tiếng ngựa, họ nghe được những cái tiếng rất là lớn, tiếng đạo binh lớn, đến nỗi dân Syria đó, lính Syria đó mới cho rằng kia vua Israel đã mượn các vua dân Hê-tít, dân Ê-díp-tô hãm đánh mình, thôi bây giờ mình bỏ mình chạy để mình cứu mạng sống. Họ xin các lính ở trong cái trại quân đó họ suy nghĩ như vậy, cho nên họ sợ quá, đêm hôm đó bỏ họ chạy hết, họ chạy để họ cứu mạng sống mình. Và chúng ta khi thường thường rơi vào cái những hoàn cảnh đó thì người ta thường nói gì? Bỏ của chạy lấy người, bỏ của chạy lấy người, ở đây trường hợp như vậy, bỏ của chạy lấy người tức là làm sao mình còn sống được rồi, bởi vì mình còn sống thì mình còn làm đó tài sản của cải, đúng không ạ? Nhưng mình chết đi thì mình giữ cái đống tài sản đó, mình chết đi thì đống tài sản nó không có giá trị gì hết, cho nên họ suy nghĩ như vậy, họ bỏ họ chạy trốn. Thì chúng ta thấy rằng bốn cái người phong này á, họ có một cái quyết định mà họ làm, đó là thà họ đến đó họ chết nếu đạo quân Syria không thương họ. Nhưng mà Chúa làm một cái phép lạ, có thể là họ không biết, chắc chắn là họ không biết, nhưng mà tiên tri Eli biết, tiên tri Eli sẽ biết, cho nên họ đã có thể cái vô tình của họ, nhưng mà nó nằm trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Amen. Cái sự vô tình của bốn cái người phong này, nhưng mà nó đã làm ứng nghiệm lời của Chúa. Sau khi họ đến đó họ làm gì? Sau khi họ đến đó họ lấy của cải vàng bạc, họ chôn giấu rất là kỹ lưỡng rồi. Thì chúng ta thấy câu thứ 9, bây giờ họ bèn nói với nhau rằng chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta biết làm sao. Cho nên họ quyết định trở về để họ báo cái thông tin này, cái việc xảy ra này cho vua Israel và quân thần Israel cũng như lính Israel. Và sau đó chúng ta thấy gì? Ông vua cũng chưa tin ai để cái tin người phung. Cho nên ông suy nghĩ trong đầu của ông rằng coi chừng chúng ta bị rơi vào cái thuyết âm mưu, nói như ngày nay là cái thuyết âm mưu của đạo quân Syria. Biết là nó bỏ của cải đó, nó chạy ra ngoài thành, phải không ạ? Nó đóng quân ở ngoài thành đó rồi, quân mình chạy qua đó là nó ào lên, nó bay hết mà nó bắt sống mà có thể giết. Và ông vua suy nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó ông cũng quyết định là chọn 5 con ngựa giỏi và 5 người lính giỏi thiện chiến đi đến xem thử tình hình xảy ra như thế nào. Thì 5 người lính đi đến 5 con ngựa này đến đó, và quả thật họ thấy đúng là của cải của đạo quân Syria còn nguyên, mà không còn lính cũng chẳng còn tướng lãnh nào chỉ huy hết. Thì họ về họ thông báo như vậy, rồi dân chúng ở thành Samari chạy qua cái trại quân của Syria, họ lấy của cải rồi đem về. Rồi họ có một số người ở đây, chúng ta thấy cũng có một số người là thương mại đó, tới lấy của rồi đem về bán. Có người lấy cái của đó đem về cho, và cũng có người lấy của đó đem về bán. Thì cái đó là quyền của họ thôi, không ai cấm cản cái gì cả.
Nhưng mà rồi sau đó chúng ta cái chuyện mà nó xảy ra đúng ấn nghiệm cái lời của tiên tri Elise đã nói. Họ đem về, họ bán ở trong cổng thành Samari, và mỗi người ở trong thành đi ra đó để mà mua, để mà được tặng thực phẩm để sống. Và cuối cùng cái vị quan mà cận thần của vua đó, ông nhìn thấy nhưng mà ông chưa có ăn được miếng nào hết á. Kinh Thánh nói rằng ông bị dân chúng nó nhẫm đạp ông đến ông chết. Vậy tôi muốn xin học với ông mà anh chị em ở đây là gì? Có khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh bi đát đó, là chúng ta thường thường ngồi lại trách cứ người này, trách cứ người kia, trách cứ hoàn cảnh, trách cứ những người lãnh đạo, trách cứ vân vân và vân vân. Nhưng mà bài học của chúng ta ở đây là chúng ta phải học của bốn người phụng này. Tại sao phải ở đây chờ chết? Tại sao ở đây ngồi ở đây để chờ chết? Chúng ta phải làm một cái việc gì đó khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất. Amen. Và cái bài học của chúng ta là đừng có thụ động, là chúng ta phải học với cái người bốn người phong này là bây giờ đứa nào cũng chết hết. Nếu mà đến đó sống thì được sống, còn không thì mình cũng chết, ngồi đây cũng chết, vào trong thành Samari cũng chết, mà qua đó cũng chết. Nhưng mà qua đó nó còn một chút hy vọng, nó còn một chút hy vọng. Biết đâu cái đạo quân Syria này nó thương mình, nó cho mình ăn, mình sống thêm ít ngày nữa. Cho nên cái bài học của chúng ta là gì? Cái bài học của chúng ta là tôi muốn nói với ông chị bà, ông bà anh chị em rằng cái con người của mình nó rơi vào cái hoàn cảnh bi đát nhất, là chúng ta phải có một tia hy vọng. Amen. Phải còn một chút hy vọng ở trong đó. Và một chút hy vọng đó đôi khi nó khiến cho cuộc đời của chúng ta trở thành thành công, và thậm chí cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một trang sử giống như là bốn người hôm nay. Đó là một bài học mà tôi thưa với ông bà anh chị em. Xin Chúa thương xót nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta, khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh bi đát nhất, thì hãy rút ra cái bài học của bốn người quân này là không thể ngồi ở đây chờ chết. Là họ phải trỗi dậy, họ phải đi đến cái đạo quân của Samari thì họ mới thấy được cái việc Đức Chúa Trời làm. Và chúng ta học một bài học rất là quan trọng trong đời sống của mình. Hoàn cảnh bi đát của người chúng ta đều gặp phải, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta trong những lúc bi đát nhất, chúng ta nhớ đến Chúa của chúng ta và chúng ta đặt một cái chút hy vọng nơi Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ được sự giải cứu của Chúa. Amen. Đó là một bài học rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem tổ phụ của chúng ta là Abraham. Quý vị biết Abraham không? Đây mà không biết ông Abraham thì phải coi lại đời sống đức tin của mình, tổ phụ đức tin của mình mà. Ở trong Roma đoạn 4 thì chúng ta xem, ở trong Roma đoạn 4 từ câu 18 giờ đến câu 2. Hãy mở ra trước, xin vui lòng đọc dùng cái máy câu kinh thánh đó để chúng ta cùng suy ngẫm. Roma đoạn 4 từ câu 18 đến câu 22. Người kẻ trong khi chẳng còn lẽ trong cày, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin đã kém, người chẳng có lưỡng lự hoặc buồn đi về lời Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được, cho nên đức tin của người được kể là công bình. Cảm ơn Thiên Đạo. Trong bản dịch khác thì đó là người hy vọng, còn bản dịch là diễn ý thì đó là người vẫn có một cái sự hy vọng khi không còn một chút hy vọng. Nhưng trong cậy nó còn có nghĩa là hy vọng. Và chúng ta thấy Abraham, Chúa hứa với ông rằng Chúa sẽ ban cho dòng dõi ông đông như sao trên trời, như cát bãi biển. 25 năm trước Chúa hứa với ông như vậy, mãi cho đến ông năm 100 tuổi, tức là ông nhận lời hứa năm ông 75 tuổi, nhưng mãi cho đến năm 100 tuổi ông mới có người con trai duy nhất ra đời, đó là Isaac. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ông hy vọng
khi ông không còn một chút hy vọng. Mà tại sao đó ông còn một chút hy vọng? Là bởi vì ông tin rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài có quyền làm cho trọn. Amen. Và ông Abraham được mệnh danh là tổ phụ của đức tin. Và ngày hôm nay bốn tôn giáo lớn trên thế giới này đều chọn ông Abraham làm tổ phụ của mình. Ở trong đó có Do Thái giáo, Chính Thống giáo, Công giáo La Mã và Tin Lành giáo của chúng ta là Protestant. Điều chọn ông Abraham làm tổ phụ của mình bởi vì những bài học của ông đã để lại cho hậu thế mấy ngàn năm qua là ông là người có đức tin. Cho nên thưa với ông bạn chị em, làm sao ông có nghĩ ông 100 tuổi ông sinh đẻ được? Làm sao bà Sarah 90 tuổi mà sinh đẻ được? Cái việc đó vượt quá khả năng của con người. Phải không ạ? Nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Chính vì vậy mà ông đặt cái sự hy vọng đó vào Chúa. Và cái sự hy vọng đó đã làm cho đức tin của ông mỗi ngày tăng trưởng. Cái sự hy vọng nó làm cho ông có một cái đời sống nghĩa là rất vững vàng, mặc dầu thân thể hao mòn. Gần này 100 và Sarah thì cũng gần 90 tuổi. Nhưng mà ông lấy đức tin, ông tin vào Chúa đến nỗi Kinh Thánh nói rằng ông không có lưỡng lự hồ nghi. Thưa quý vị anh chị em, trong cuộc sống chúng ta ai cũng đối diện với thách thức khó khăn lắm. Nhiều khi chúng ta quá tuyệt vọng và thậm chí có người quá tuyệt vọng không có một chút hy vọng cho đến họ đi thì tự tử, đúng không ạ? Họ đi tự tử bởi vì họ không còn một chút hy vọng. Nhưng mà một con cái của Chúa ở trong hoàn cảnh bi đát nhất thì Chúa cho chúng ta học được bốn người phụng để đi tìm một cái phương cách nào đó để mà giải cứu mình. Và bốn người phong này đã học theo đức tin của tổ phụ của họ là Abraham. Và hôm nay chúng ta là con dân của Chúa, xin Chúa cho chúng ta học được cái bài học này. Bất cứ có một cơ hội nào đến với chúng ta là chúng ta phải báo với Chúa và chúng ta phải tin cậy nơi Chúa và đặt sự hy vọng của mình vào trong Chúa để Chúa có cách giải cứu chúng ta. Amen. Đừng có tuyệt vọng. Tôi đã từng chia sẻ một cái bài về sự hy vọng rồi. Đôi khi chiều hôm nay đói quá mình ra ăn phở, có ai bán vé số thì mình mua tấm vé số, mình bỏ trong túi này cái mình bắt đầu có sự hy vọng. Biết đâu chiều nay ông ra đúng cái số đặt kiếm được vài trăm triệu, hy vọng rất là mỏng manh, đúng không ạ? Rất là mỏng manh, không có xác định được. Nhưng mà đôi khi người ta mua một tấm vé số không có ý nghĩa là người ta tham lam, nhưng ít nữa nó cũng cho người ta một chút hy vọng để sống thêm 24 tiếng đồng hồ. Đó là đương nhiên, trong người của chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng mà là những người có Chúa xin Chúa giúp chúng ta giống như là tổ phụ chúng ta Abraham, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy. Bản dịch khác là người hy vọng nơi Chúa khi không còn một chút hy vọng. Và bốn người phong này đã thực hiện một cái việc là còn một chút hy vọng nữa là đến trại quân. Nhưng không ngờ cái việc họ làm đó đã có giá trị đến nỗi Kinh Thánh chép lại. Rồi khi họ hy vọng họ đến đó họ được sống. Rồi họ nói không được, bây giờ chúng ta lấy của cải, chúng ta giấu giếm vàng bạc rồi, mà chúng ta ở đây ngoài chúng ta hưởng thụ không được, bắt buộc là phải trở về thành Samari để thông báo cho thành Samari của cải ở chỗ cái đạo quân Syri này nhiều lắm, hãy đi qua đó lấy. Và những người được kinh nghiệm về Chúa trong đời sống của mình không thể im lặng được khi cái sự tiếp trợ lo lắng giải cứu của Chúa trên đời sống của mình. Hãy chia sẻ lại cái điều mà Chúa ban cho mình cho những người khác. Amen. Bây giờ cả thế giới sắp chết rồi, quý vị có tin không? Cái thế giới chúng ta đang sống thì sắp chết nha. Chỉ cần một trái bom nguyên tử thôi mà ông Putin nó bắn qua Ukraine đó, lập tức Mỹ và khối NATO sang bằng Moscow. Đó là sự tuyên bố của các cường quốc trên thế giới. Từ những quốc gia khác họ không thể ngồi yên. Và nếu mà Triều Tiên mà nó chỉ cần bấm một cái trái quả tiễn đó mà nó chỉ cần đụng vào Hàn Quốc hay là Nhật, Mỹ đáp trả lại liền và sang bằng luôn mắt Triều Tiên. Và gần đây Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc mà chỉ cần một mũi đạn nó đổ xuống, nó đụng đến Đài Loan, Mỹ
xử liền. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bom nguyên tử ngày hôm nay người ta chế lên, người ta nghiên cứu, người ta đã chế ra, thì một nhà nghiên cứu họ nói rằng một người sống trên đất này hiện tại phải chịu 4 khối nguyên tử. Và cái nguyên tử mà thế giới ngày hôm nay đã tạo nên đó, đủ phá hủy 20 lần trái đất. Các vị ơi, các vị có thấy cả thế giới đang nằm trong trời chết không? Cả thế giới, những cường quốc, những đại cường quốc, đấy những nước nhiều triệu thế giới, hơn gần 8 tỷ người đang sống để chờ chết. Nhưng mà là một cái lớp nhân, chúng ta không phải sống để chờ chết, chúng ta sống để chờ về thiên đàng. Amen. Sống để chờ về thiên đàng. Bây giờ trước khi về thiên đàng thì chúng ta làm gì trên đất này? Chúng ta hãy đem cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta san sẻ lại cho những người khác. Mà một trong những phước hạnh quan trọng của Chúa ban cho chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi. Amen. Bây giờ phải đem cái sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta chia sẻ cho những người khác. Tôi đi đâu cũng có quyển truyền đạo đơn do tóc mà chia sẻ riết trên trạng đất tóc anh đã đang tin Chúa. Tôi ra uống cà phê cái chỗ cà phê Guta này, tôi ngồi đứng nói chuyện với mấy bạn những bác nữa đó, toàn là sinh viên không. Tôi hy vọng là tôi sẽ mời mấy cháu nó đi đến để nó nghe giảng Giáng sinh. Bởi vì cái sự cứu rỗi Chúa ban của mình nó lớn quá đi. Mình có một gia tài kết xù như Bill Gates đi nữa mà bom nguyên tử nó nổ lên thì cái gia tài nó trở thành vô nghĩa. Amen. Nhưng mà mình đem một người trở lại với Chúa, đó là một vinh dự rất lớn, cho đến nỗi Chúa nói rằng bất cứ người nào đem một người nào về với Chúa thì người đó giống như là một ngôi sao mai. Nó đã nhận được sự cứu rỗi nhưng không của Chúa cho chúng ta, làm chúng ta phải đem cái sự cứu rỗi đó chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Mong rằng mùa Giáng sinh này mỗi một người trong một thánh chúng ta mang một thân hữu đến để nghe giảng, để giữ buổi truyền giảng. Amen. Nó phải làm cái việc đó chứ. Còn cái việc họ tin Chúa hay không là mình yên tâm. Mình yên tâm cái việc đó Chúa làm. Rồi tại phòng này chúng tôi đã họp với giáo hạt. Có người nói là bây giờ phải tin những người nào chắc chắn tin Chúa đã dẫn đi. Tôi nói không, mình không biết. Vấn đề của mình là phải dẫn người ta đó đến với Chúa. Tốn bao nhiêu tiền đấy nữa đó thì cũng phải trả tiền dẫn thằng hữu đó đến với Chúa. Amen. Để cho họ được nghe lời Chúa. Bởi vì chúng ta được nhận không thì phải cho không. Anh em ngồi bàn tán người muốn có 450 người, muốn có 100 thân người, chúng ta tốn bao nhiêu tiền đó, từ đó tốn bao nhiêu hộ thân cũng phải dâng hiến để mời tôi được thân thân người. Amen. Chúng ta đem tiền để đổi lấy một linh hồn nó vô cùng có giá trị. Tôi nói với tất cả anh em là những người làm ăn khá giả, hãy dâng hiến để đem tin lành đến với những người xung quanh chúng ta. Đó là trách nhiệm, bởi vì chúng ta đã tận hưởng được cái phước hạnh của Chúa. Giống như bốn người phong họ nói là hôm nay là ngày có tin lành, tin tức tốt lành. Tại sao chúng ta cứ ở yên ở đây, ta giấu giếm của cả này, ta sống một mình? Họ nói là không được, phải trở về với thành Samari để không báo cái điều này. Rồi khích lệ ông bà anh chị em, để ông bà anh chị em đừng bao giờ vi phạm. Mình đã nhận được rồi thì phải phân phát lại cho người khác. Một ngày kia tôi được mời, trước dịch đó, tôi được mời đến Indo để dự một cái hội nghị của Hội Thánh Chúa Indo tổ chức. Khi đến đó chúng tôi thờ phượng trong một cái nhà thờ rất là rộng lớn. Thì một sư quản nhiệm ông kể cho tôi một câu chuyện, mà tôi phải kể câu chuyện này để khích lệ ông bạn chị em. Ông hỏi một sư có biết tại sao chúng tôi có cái nhà thờ này không? Nó bắt nguồn từ một người đàn bà. Cái người đàn bà đó khổ quá thì không biết làm sao. Thì ngày kia bà ở trong xóm đó, bà đến với một mục sư, bà nói với mục sư ơi, bây giờ tôi còn một số tiền nhỏ này, tôi sử dụng hết số tiền này tôi không biết cách gì sống. Bà là người ngoại nha. Rồi mục sư có làm chứng cho bà, rồi sau đó bà tin Chúa. Sau khi bà tin xong á, rồi mục sư nó mới nói rằng bà về bà dùng số tiền nhỏ này, bà là khởi đầu làm một việc trở đi. Thì bà này bà về bà làm một việc là bà mua đồ, bà nấu cháo bà bán. Nó cháo bà bán nha. Và một ngày kia đó, cái cháo của bà mỗi ngày nó ngon hơn, mỗi ngày nó ngon hơn và mỗi ngày nó ngon hơn. Rồi trên cái đảo Ba Tam đó, cái đảo mà đây hồi xưa Việt Nam vượt biên qua, bây giờ nó có một cái trại, có một bia tưởng niệm những người vượt biên ở đảo Ba Tam đó. Thường thường chúng ta đi qua đó là từ đây chúng ta qua Singapore, rồi từ Singapore chúng ta đi tàu thủy qua. Có một vài lần tôi đã dẫn một số các bạn đi.
Tiểu bà đó có việc phải làm việc như vậy thôi. Bình thường sẽ chỉ chúc lành con mục sư và Chúa khiến cho bà trở thành một món cháo ngon nhất trên cái đạo đó. Mà bây giờ bà không đánh buông đánh bán bưng nữa. Mỗi ngày bà phát triển lên và bà mở một cái nhà hàng cháo. Do Hồi giáo mà bây giờ trở thành Cơ Đốc giáo. Và cái nhà hàng của bà nó nổi tiếng trên cả đất nước Indo. Một ngày kia ông tổng thống Indo dẫn phu nhân tới cái đảo đó để làm việc và thăm. Thì họ hỏi là trên đảo này cái nhà hàng mà ngon nhất. Thì người ta giới thiệu đến cái nhà hàng bán cháo của bà. Thế là hai ông bà và đoàn tùy tùng của Indo tới đây ăn. Sau khi ăn ngon quá thì bà tổng thống đó bà mới hỏi ai là chủ cái nhà hàng này. Mà chủ nhà hàng được bà tổng thống gặp là ai quá. Cái bà nói thiệt mà nó tôi đi khắp nơi thế giới ăn cháo nhiều thứ mà chưa chỗ nào ăn ngon chỗ nào. Biết biết nào. Thì bà mới lập chứng cuộc đời của bà cho bà tổng thống Indo. Bà có cảm động lắm chứ bây giờ bà muốn giúp được cái gì. Đó là theo bà tổng thống. Tôi là một Cơ Đốc nhân ở một sư tôi ở đây. 4 năm nay tôi xin phép làm cái nhà thờ mà không được. Bà nói ủa cái chuyện này dễ mà. Là bà tổng thống thử bà sẽ giúp. Các quý vị biết 3 tháng sau chính quyền đã cấp cho hội thánh đó giấy phép để làm cái nhà thờ. Và đối với Hồi giáo đó, nhà, tất cả cái nhà thờ ở trên đất Indo và kể cả trên quốc gia Hồi giáo là phải làm thấp hơn cái đền thờ Hồi giáo của họ. Họ đồng ý. Và từ đó họ xây lên một cái nhà thờ. Và mỗi năm trước dịch đó, mỗi năm họ tổ chức một cái bồi linh và họ mời các quốc gia ở trong Đông Nam Á này để đó đến dự mà nhiều mục sư đến đó để dự ta biết. Tôi cảm động lắm. Tôi cảm động một người đàn bà thôi. Nhờ bà lắm. Cho nên tôi mới kể cái chuyện này để kính lệ ông bạn chị em. Có đôi khi những món tiền nhỏ mọn hay là xin lỗi đó, mình nói nhỏ mọn đừng nói lái nha. Tiền nhỏ mọn đừng nói lái. Lái thành nhỏ mỏ. Nói lái nhỏ mọn tức là tôi muốn tiền ít. Muốn tiền món tiền nó ít rồi món tiền nó tầm thường lắm nhưng mà trong đó có một tia hy vọng thì Chúa vẫn dùng một số tiền nhỏ mọn đó để làm đến chuyện lớn của Chúa. Amen. Cho nên đừng tuyệt vọng. Bài học của chúng ta hôm nay là đừng có tuyệt vọng. Rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất thì Chúa vẫn để cho chúng ta một lối thoát để mà chúng ta trải nghiệm được Chúa trên đời sống của chúng ta. Có ai trong các bạn thất tình này cũng bị tự tử không? Đừng. Chúa người đó không yêu mình, Chúa sẽ chuẩn bị người khác tốt hơn yêu mình. Amen. Chúng thấy có nhiều người hôm nay thất tình rất là đi nhảy lầu, nhảy sông, nhảy biển. Mình là Cơ Đốc nhân phải có lấy Chúa ở trong cái chỗ mà người ta nói là ở trong cái chỗ cuối đường hầm đó vẫn còn đi sạc đúng không ạ? Nó vui thôi chứ Cơ Đốc nhân mình chắc không ai bị đâu. Chúa vẫn để cho mình đi sáng cuối đường hầm. Nên xin thưa tất cả con cái của Chúa, xin Chúa thương khích lệ chúng ta. Một nhân vật thứ hai ở đời thường này đó là ông Nít. Các bạn biết ông Nít chưa? Một người không tay không chân. Đó thứ sáu vừa rồi tôi như là tôi nằm trên giường xem hết cái bài chia sẻ của ông của tôi qua xem rồi đến đây. Ông làm chứng cho mọi người rằng ông đông lắm. Ông nói khi tôi lớn lên tôi biết rồi tôi không có tay không chân tôi muốn đi từ từ. Nhưng mà trong đầu tôi có một tia hy vọng bởi vì đó là gia đình Cơ Đốc. Có một tia hy vọng trong đầu của ông. Và bắt đầu tin cậy vào Chúa. Và quý vị cái tia hy vọng của ông vào Chúa. Chúa để cho ông trở thành một diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Đến nỗi ông đã từng đến những quốc gia để mà thuyết trình. Để mà chia sẻ. Thậm chí những quốc gia tổng thống đến gặp ông. Và thậm chí trong cái buổi giảng, cái buổi thuyết giảng của ông đó, có phó chủ tịch nước đến dự nữa mà. Chúa khi mà ở trong đó. Mà tôi đang là cảm động mà tất cả chúng ta đều biết không biết. Và trong cái buổi chia sẻ đó người ta đã không được phép nói về Đức Chúa Trời. Nhưng mà cuối cùng người ta hỏi là tại sao ông được như vậy. Thì ông nói là my God. Đức Chúa Trời của tôi đã làm cái điều đó. Không à. Nói bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng ông nói là ông được nha. Hôm nay là ông nhờ Chúa. Tôi nói với quý vị là chúng ta đừng có tuyệt vọng bởi vì Chúa của chúng ta đang ở với cuộc đời chúng ta, dẫn dắt cuộc đời chúng ta trong những phút bi đát nhất
lắm chung đức, chúng ta phải kêu cầu Chúa, chúng ta phải tin vào Chúa để chúng ta có một tí hy vọng để sống, đừng bao giờ ngồi đây chờ chết. Nhưng mà thứ ba mà tôi muốn nói đến điều gì, quý vị biết công ty cát hả? Công ty cát mà bây giờ phu nhân của một sinh nha đó đang làm phó giám đốc, và tôi gặp ông tổng giám đốc Kim. Ngày kia ông qua đây ông mời đi ăn, thì có mời tôi, ông kể là một sư có biết tại sao tôi công ty chúng tôi ngày hôm nay có đến 52 quốc gia. Ông nói là ông làm ăn phá sản, ông quyết định đi ra cái sông Hàn ở Hàn Quốc để ông tự tử. Và trên đường đi thì ông nghe hội thánh đang nhóm lại đang hát. Thì ông nói là tôi với cái thông thường của tôi là tôi vào tôi nghe mấy cái bài hát này xong rồi tôi đi chết cũng được. Nhưng mà không ngờ ông vào ở đó nghe hát, đó là ông nghe một sư giảng và sau đó ông tin Chúa. Và Chúa giải cứu ông. Chúa dùng một sư chia sẻ lời Chúa cho ông, giải cứu ông và bắt đầu ông trở về, ông tin cậy Chúa và ông phục hồi lại công ty của ông. Và bây giờ công ty của ông là một trong những công ty lớn, một trong những công ty lớn Hàn Quốc, và ông có mặt trên 52 quốc gia. Và thậm chí ông nói với tôi là tại Thổ Nhĩ Kỳ mà một đất nước mà bắt bớ đạo Chúa lắm. Nhưng mà công ty của ông có 2.000 người làm, trong đó 2.000 người tin Chúa, và ông mở một hội thánh thầm lặng ở các quốc gia mà theo hội thánh. Đó không phải gì em. Chúa chúng ta tuyệt vời lắm, làm rất nhiều việc. Cho nên đừng bao giờ bi quan hết, đừng có ngồi đây mà đặt vấn đề tại sao mà thấy chơi chết. Chúa vẫn cho mình một lối thoát để mà mình có thể vươn lên. Bây giờ để kết thúc, tôi chúng ta đọc Ê-sai đoạn 4 câu 3, 42 câu 3. Các bạn mở, các bạn chiếu cái câu hình thánh đó để chúng ta cùng đọc, rồi chúng ta thấy được lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa đối với chúng ta. Các bạn có thể mở lên lớn một tiếng để mọi người đọc được không? Ê-sai 42 câu 3 chỉ có vậy thôi hả? Thôi chúng ta mở kinh thánh ra đọc đi chúng ta. Ê-sai đoạn 42 câu thứ 3, Chúa nói gì? Quý vị đọc cái câu này, quý vị có cảm nhận được tình yêu của Chúa không? Người là bảo vệ Chúa, Chúa sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, và chẳng dục cái tim đèn còn hơi cháy. Cái sậy nó dập rồi, tức là bắt đầu bỏ, nhưng mà Chúa không bẻ, Chúa vẫn để cho cây sậy nó sống. Amen. Tại vì nữa, Chúa không tắt cái ngọn đèn, mặc dù ngọn đèn nó tàn rồi. Chúa chúng ta là như vậy. Amen ha. Chúa chúng ta là như vậy, cho nên ông bài học của bốn người hôm nay cho chúng ta sáng thêm một vấn đề nữa, là Chúa chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta, cho dù chúng ta rơi một hoàn cảnh bi đát nhất, Chúa vẫn bên cạnh chúng ta và giúp đỡ chúng ta để chúng ta vượt qua những thách thức đó. Người đời người ta nói gì? Người khôn thì luôn luôn thấy cơ hội trong khó khăn, đúng không? Còn người dại thì luôn luôn thấy khó khăn ngay trong cơ hội. Chúng ta là những người khôn. Ngay trong khó khăn, Chúa vẫn cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể làm lại cuộc đời của mình. Amen. Chúa vẫn cho chúng ta một cơ hội. Ta là người khôn phải thấy là Chúa cho chúng ta một cái cơ hội ngay trong khó khăn. Tôi nói với ông anh chị em, ngày xưa chúng ta ra thiên gia, chúng ta bị bắt bớ tù dập đủ tứ bề hết. Một phần thì chính quyền, một phần thì giáo quyền, làm sao tồn tại được. Nhưng mà tôi thấy cái phong trào thiên gia phát triển trên đất nước này, tôi mạnh mẽ nói rằng đó là Chúa đã không bẻ cây sợi này rồi. Thiên gia mà hôm nay được phát triển và có nhiều hệ phái đã được nhà nước này công nhận, cái đó không phải do tài cán của mấy một sư lãnh đạo thiên gia đâu, chỉ một phần thôi. Nhưng cái phần chính là Chúa là đấng nhân từ, không bao giờ bẻ cây sợi nào của chúng ta khi chúng ta đến cái chỗ mà cùng hay là đường cùng trong sở. Cho nên nguyện xin lời Chúa buổi sáng hôm nay kính lạy năng nở bạn chị em. Trong cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều lần rơi vào trong hoàn cảnh bi đát, bản thân tôi cũng vậy thôi. Chứ không phải tôi đứng đây tôi là người hoàn hảo, có những cái lời mà trong hoàn cảnh rất là bi đát, chứ ơi không còn một con đường nào khác, chỉ có Chúa cứu con mà thôi. Chúa đã dạy tôi. Và tôi tin trong cuộc đời của chúng ta những ngày qua chúng ta đối diện với rất nhiều thách thức,
kể cả những cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng mà chúng ta bám lấy Chúa, đặt cái sự tin cậy vào Chúa, hy vọng vào Chúa, Chúa có quyền giải cứu chúng ta. Và nếu Chúa không chữa căn bệnh đến cho chúng ta thì chúng ta vẫn có một sự hy vọng rằng sau khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ trần gian này, chúng ta vào trong nước của Chúa. Amen. Mấy ngày nay nhà tôi với chị tôi có thăm anh Ba Thế, chúng ta có lẽ là không qua khỏi, nhưng mà anh vẫn sung sướng, anh nói rằng chuẩn bị tất cả mọi sự để về với Chúa và gặp mẹ của mình trong nước của Ngài. Đó là hy vọng chứ. Amen không? Nằm đến dương bệnh vẫn có một sự hy vọng. Nếu Chúa thương Chúa chữa lành, nếu Chúa không thương qua căn bệnh là mình chết, mình vẫn có hy vọng bởi vì mình đi vào trong nước đời đời của Ngài. Cho nên trong hoàn cảnh nào cơ đốc nhân có một niềm hy vọng đến Chúa. Cho nên xin Chúa thương xót các bạn chị em, chúng ta đứng đây cầu nguyện để Chúa điều lời của Ngài sẽ mang lại nhắc nhở chất lượng của mọi người.